Nửa đêm đi lạc vào con đường vắng, cả đoàn thoát tìm khi thấy nhóm người đáng sợ đang chặn đường. Mới đây, một đoạn clip được một tài khoản nước ngoài đăng tải đã nhanh chóng hút về hàng triệu lượt xem, cùng với đó là vô vàn những bình luận tỏ ra sợ hãi khi không biết từ đâu mà một nhóm người có giao diện đáng sợ lại xuất hiện ở giữa đêm trên một con đường hoang vắng không một bóng đèn. Theo như chủ nhân đoạn video kể lại cho biết, anh cùng những thành viên trong gia đình mình đang di chuyển trên xe ô tô trong chuyến đi xuyên màn đêm để đến một thị trấn mới. Lần theo sự chỉ dẫn của Google Maps, cả đoàn đã vô cùng bất ngờ khi bị dẫn vào một con đường hoang vắng, với xung quanh không hề có một bóng đèn, không một ngôi nhà và đường cũng gập ghềnh khó đi. Chưa kịp định hình lại tinh thần, cả đoàn đã thót tim khi ở trước mắt là một nhóm người có giao diện vô cùng đáng sợ, mặc cùng trang phục giống nhau, trên mặt có mặt nạ và biểu hiện cũng rất lạ lùng. Mặc dù nhóm người có giao diện lạ này đã chủ động né ra một bên để nhường đường, đồng thời không hề làm hại hay đe dọa bất kỳ ai, thế nhưng giữa màn đêm tối tăm, ở trên một con đường vắng lại có sự xuất hiện của những nhân vật này khiến cả đoàn như chết đi sống lại, tay chân bủn rủn, phóng xe đi thật nhanh khi vừa qua được cửa ải đầy ma mị này. Meu Deus, que é isso, véi? Nhiều người đã bình luận rằng khả năng cao đây là một bộ tộc lạ, có cách ăn mặc khác thường nên gây ra ám ảnh cho những ai khi nhìn thấy lần đầu, bác bỏ một số tin đồn mang tính tâm linh đầy ma mị.